Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là OpenSea Swap, nhận token C nha các bạn. Thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 50 token C mạng Binance Smart Chain. Thì hiện tại thì dự án này thì nó đang dự dự là sẽ list lên sàn là Pancake Swap, sàn Hotbit, sàn La Token, sàn MC nhé. Thì airdrop nó sẽ kết thúc và phân phối cho chúng ta vào ngày 28 tháng 5 nha. Ok, thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra và các bạn ấn vào nút start để cá với bot. Tiếp theo đó thì các bạn nhập lại mã captcha. Ok, sau đó thì các bạn làm các nhiệm vụ sau. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào nút release giúp mình. Đợi mình tí nhé, mình dịch ra cái dòng này mình xem. Nhiều khi làm lỗ mất công làm lại các bạn ạ. Cái gì cũng phải cho chắc chắn một tí. Các bạn có thể là nhận được unwrap bằng cách hoàn thành nhiệm vụ đơn giản. Bạn sẵn sàng để bắt đầu chưa? Để bắt đầu vui lòng nhập. Sẵn sàng hoặc là nhấn vào nút sẵn sàng. Ok, các bạn ấn vào nút Really giúp mình nhé. Really đi. Các bạn nhấn vào đây. Ok, sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh channel. Các bạn ấn vào join channel. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào group, các bạn vào join group. Chúng ta tiến hành join vào group của dự án. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn vào nút chat. Ok, bước tiếp theo đó là yêu cầu chúng ta là follow từ Twitter và điền lại username, các bạn ấn vào follow từ Twitter. Trên tờ Twitter của dự án các bạn ấn nút theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví Smart Chain giúp mình. Chúng ta sao chép lại địa chỉ ví, sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán địa chỉ ví của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ các bạn sẽ nhận được là 50 token C. Và dưới đây là link red của các bạn này, các bạn copy lại link red đi tin thoảng về để nhận thêm token nhé. Thì qua mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 20 token C. Các bạn lưu ý này, thì ở cái nhiệm vụ từ Twitter ấy, các bạn sau khi các bạn theo dõi xong thì các bạn nhớ retweet lại cái bài viết game của nó nhé. Sau khi các bạn follow xong á, các bạn kéo xuống đây này, ở bài viết đã game này, các bạn tiến hành like, sau đó các bạn nút chia sẻ, các bạn mua từ Twitter lại, chúng ta chia sẻ một cái trực tiếp nhé. Ok, như vậy là đã xong thôi. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 50 token C đến từ dự án OpenSea Swap đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.